Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ video này giải phân cho dừa mùa mưa nha các bạn. Mùa mưa bão dầm ha. Thì để giải một cách đơn giản thì mình ở đây mình dùng phân đầu trâu nha các bạn. Phân đầu trâu 20-15. Rồi dưới mùa mưa này nó dầm thì mình sẽ pha thêm một ít kali nha các bạn. Đây kali mới hết ha. Đó thì khoảng một thao này. Mình lưng cái thao các bạn thì mình sẽ trộn thêm khoảng 2 kg kali mới hết nữa ha. À, mục đích của kali để vô cho giúp cho cái nước dừa nó ngọt nha các bạn. Do là hiện tại thì tháng này tháng mưa ha, mưa dầm liên tục đó thì nó làm cho chất lượng nước của mình nó hơi lạc lại. Cái thứ hai nó sẽ làm hiện tượng dừa nước cháy các bạn, dư nước nó sẽ nước cháy đó. Mình mục đích mình để kali vô để kìm hãm lại, tăng độ ngọt lên và hạn chế nước cháy nha các bạn. Mình có nhiều biện pháp. Mình có thể là ví dụ mà nứt quá có thể dùng voi các bạn, voi mình giải gốc nó vẫn là giảm được hiện tượng nứt nữa ha. Hoặc là muối mình có chia sẻ nè, giải muối ha. Nhưng mà cái vườn dừa mình hiện tại thì mình có giải muối rồi nên mình không có giải nữa. Đợt này mình sẽ pha thêm kali. Rồi đối với cái trường hợp ở trên các bạn thì mình có thể dùng xịt, là mình xịt cộng thêm là thằng canxi ha, canxi bo đó, để giảm hiện tượng nứt trái. Và mình có thể là pha thêm kali sữa để xịt ở trên cho nó ngọt trái ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô phân mình trộn kali các bạn ơi. Rồi mình sẽ rải luôn nha. Thì hiện tại trời cũng vừa mưa xong các bạn, mưa nó lớn xong. Giờ cũng còn 5g ha, đang 5g. Đó rồi mình sẵn mình rải luôn. Khỏi thiếu nước. Đó có mưa rồi mình tiết kiệm được cái lượng nước tiền điện ha. Đây trời đang chuyển sấm sạch luôn. Đang bão à. Hiện tại thì cây đang cháy đều luôn các bạn. Chung thì cái mùa mưa này thì nó đậu trái sai mùa nắng ha. Mùa nắng thì mình có biện pháp giải phân một cách riêng theo mùa nắng một cách đó các bạn. Mùa nắng thì mình sẽ chia sẻ sau. Rồi mình chia sẻ cách này mùa mưa ha. Rồi đó trường hợp các bạn có thể mưa nước trái nhiều quá thì mình có thể mình cộng thêm silic canxi các bạn. Cái loại bịch mà để chỗ phân giải có đó ha. Các bạn. Thay vô. Thì mình cam khoảng tầm 2 kg các bạn, mình đưa vô thao mình trộn luôn. Trộn rồi giải luôn. Rồi. Qua thao này luôn. Rồi. Rồi móc đều lên. Thì đối với dừa các bạn ơi thì nó phân ăn phải đúng tử đều ha. Nó chỉ nặng phân à, còn thuốc thì nó nhẹ lắm các bạn. Nó nhẹ tiền thuốc. Nó ít bệnh ha. Thì đối với phân thì mình rải tùy theo mùa nha các bạn. Mùa mưa mình sẽ rải kéo dài thời gian ra. Còn mùa nắng mình rút ngắn lại nha. Thì đối với vườn của mình đây các bạn thì mùa nè. Mùa mưa này thì kéo dài qua khoảng một tháng, tháng mấy, tháng 10 ngày ha. Thì mình mới giải một tử phân ha. Mình giải một gốc mùa mưa thì mình giảm phân lại luôn. Một gốc mình giải tầm khoảng là 300g trở lại ha, 300g gốc. Mùa nắng thì mình sẽ rút ngắn thời gian ngày lại. Có thể là 25 ngày ha. Hoặc là 20 ngày mình giải một tử, mình tưới nước thường cho nó. Đó thì xong rồi mình sẽ rải các bạn. Một gốc mình can chừng 2 nắm tay ha, cho khoảng 300, không 300 cũng được, 300g hai phân ha. Mình rải hai bên gốc. Nó có mưa giờ cái nó mưa xuống nó tan là phân luôn nha các bạn. Mình khỏi tưới. Thì sẽ tiết kiệm được lượng phân khá lượng nước ha, tiền điện nước. Vừa là do mình trồng sen, sen với mít nha các bạn, sen với cây khác nữa. Cho nên mình giải sát gốc luôn. Ôm gốc nó luôn cho nó ăn. Cái rễ dừa thấy gì nó rất là mạnh nha các bạn. Nó không có trái rễ như mấy cây kia nha. Do mùa mưa này mình giải kéo thời gian nha các bạn. Chứ giật thân hơi nhẹ lại ha.
nghĩa là nước mưa, trong nước mưa nó có một cái lượng axit cũng như là khăn lạnh vậy đó, nó làm cây dừa mình phát triển mạnh lắm, cho nên là nó rút lượng nước lên, như cộng thêm cái axit đó đó lại cho cây dừa mình nó dễ bị nứt trái lắm ha. Cho nên mình giải mình ta thêm kali vô, thì kali không phải là cữ nào mình cũng pha các bạn, cữ này mình pha thì có thể là cữ sau mình không pha nha. Rồi mình theo dõi cái trái dừa mình đó các bạn, khi mà mình giải xong thì mình hái dừa cái cữ sau á, mình uống mình cảm nhận được cái nước dừa mình nó ngọt. Nếu mà nó ngọt thì mình sẽ ngưng cái kali dài lại ha. Còn mình uống thấy cảm thấy mà nó còn chưa được nữa thì mình có thể cứ sao mình pha thêm nữa. Đó, đối với mùa mưa này, dù cách cỡ mình có thể mình chọn cỡ. Rồi, thì đó là thông tin mình chia sẻ giải phân cho cái vườn dừa mình các bạn mùa mưa này ha. Rồi, video mình cũng nhắn ra đây thôi. Trời cũng đang mưa dầm ha, nên mình không thể quay máy nhiều được. Rồi, thì mình kết thúc video các bạn. Chào tạm biệt cả nhà ha. Rồi, mình có gì mình chia sẻ tiếp những video sau nữa về những loại cây trồng các bạn.